Đây là mỗi dòng xe của Honda thiết kế form dáng rất là đẹp, rất là thể thao, thích hợp đi gia đình, đi công việc, làm ăn. Form dáng thì không chèo đâu được, từ phía trước ra phía sau. Bốn gầm biển da, mâm đúc riêng sang xe, bốn cái vỏ thì cũng còn được nha anh chị nha. Trang bị là hộp số tự động luôn, cho nên là đi rất là nhàn nhã. Ghế thì là ghế bọc da, trần vẫn là trần nỉ rin theo xe. Đề nổ Startop, màn hình cam da, cam hành trình. Máy lạnh thì miệng bàn, hai túi khí nha. Chào cô chú anh chị ha, tiếp tục. Hôm nay em sẽ quay và giới thiệu cho cô chú anh chị mình thêm một cái mẫu xe. Phải nói với anh chị nếu mà đi ra đường ha thì rất là ok. Đây là mỗi dòng xe đến từ thương hiệu của Honda. Nó là mỗi dòng xe thiết kế ra là form dáng rất là đẹp, rất là thể thao, cho nên rất là thích hợp cho những anh chị nào lấy về đi gia đình ha, đi công việc, làm ăn. Máy móc thì anh chị yên tâm. Và cái thứ hai là mức độ tiêu hao nhiên liệu của những dòng xe này. Máy 1.5 cho nên là mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của những xe này chỉ có rơi vào khoảng là 7 lít trên 100 cây thôi. Nếu anh chị mà đi cái đường trường hay là đi những cái đường cao tốc, nó chỉ có là 5 đến 6 lít trên 100 cây ha. Được sản xuất là năm 2016. Và giá tiền hiện tại là bên em đang bán với giá là 360 triệu cho một chiếc Honda City như thế này, đời 2016 anh chị ha. Form dáng thì rất là ok. Và thứ hai là mình thùng ha, thẳng tưng. Xe thì mang cái nước sơn là màu xám lông chuột anh chị. Honda City. Trang bị là hộp số tự động luôn, cho nên là đi rất là nhàn nhã. Form dáng thì không chèo đâu được, từ phía trước ra phía sau. Anh chị thấy đằng sau này nó sẽ có là cảm biến luôn ha. Bốn cái cảm biến. Bốn cảm biến da. Mình thùng thì phải nói là anh chị nó tuyệt vời luôn. Xe là chính không lỗi nha anh chị nha. Nhà này anh chị nhìn mấy cái mép này là biết rồi ha. Rất là sắc nét luôn. Còn nước sơn bên ngoài thì em cũng nói luôn, những cái xe mà đời như thế này thì nó đã có sơn lại rồi nha anh chị nha, có sơn nhậm lại rồi. Còn xe thì là mâm, sẽ là mâm đúc riêng sang xe. Đó, bốn cái vỏ thì cũng còn được nha anh chị nha. Đây, bây giờ mời anh chị mình vô sâu bên trong để mình xem bên trong của chiếc xe. Đó là một cái dòng xe sedan, cho nên là cái tư thế ngồi của tất cả hàng ghế thì khá là thoải mái. Này, mời anh chị vô sâu. Bên trong này thì anh chị ha, ngồi không? Rất là thoải mái. Và xe này thì nếu mà anh chị đi xa thì phải nói anh chị là không có mệt. Và nó sẽ có thêm một cái hộc gió phía sau này nữa đó. Cho nên là ngồi sau này cũng rất là mát. Hai dàn, trước là có lạnh, sau cũng có lạnh luôn. Và tư thế ngồi thì phải nói là anh chị đi 200 cây số cũng không biết mệt luôn. Ghế thì là ghế bọc da, trần vẫn là trần nỉ rin theo xe anh chị ha. Rồi bây giờ mời anh chị xem cái phần cánh cửa. Mời anh chị ha, tắp bi cánh cửa anh chị nè. Còn keo chị của chiếc xe thì anh chị thấy keo chị không, nguyên bản ha. Keo chị nguyên zin. Anh chị cứ lên xem xe ha, em sẽ test thử. Chào sếp, lâu lắm mới được gặp. Quá lâu luôn, cả đây cách năm ngoái năm nay luôn. Tết giờ, càng ngày nói càng hay ha. Cảm ơn. Dạ, tí xíu anh em mình uống cà phê. Dạ, dạ. Dạ. Keo chị là nguyên zin. Nói chung là được khách hàng anh em yêu mến là mình thích rồi. Anh chị thấy cái tiếng đóng cửa không? Rất là chắc chắn luôn ha. Đây là cánh cửa bên phụ. Thì anh chị nhìn thiết kế ha, nhìn nhiều của những cánh cửa này anh chị thấy không? Đó, thiết kế cũng khá là ấn tượng và đẹp. Keo chị của cánh cửa bên phụ này là cũng nguyên bản luôn anh chị nè. Đó, nguyên bản luôn. Đây, bây giờ mình sẽ xem cái phần nách bên trong để mình xem cái chất lượng ha. Những cái xe cũ này mình phải đi từng chi tiết một để coi là cái chất lượng của chiếc xe thì mình đánh giá ra ha, để biết ra cái giá tiền nó có phù hợp hay không. Xe cũ mà mình phải xem cái chất lượng rồi cái là giá. Đây, bên cái nách bên này cũng vậy, cho anh chị mình cùng xem ha. Anh chị thấy phần nách không? Mời chị tiếp tục, mình sẽ ra phía sau. Đằng sau này cái dòng xe sedan thì được cái là cái đằng sau này nó sẽ có một cái cốp. Cái cốp này rất là lợi thế cho anh chị mình khi đi xa ha, đi chơi, đi du lịch. Bảo đảm anh chị là tha hồ để đồ. Với lại cái dòng xe sedan nó được có cái là nó form dáng dài, cho nên là chạy cái tốc độ cao là xe nó rất là đầm và chắc luôn. Còn bên dưới này thì sẽ có là bánh xe cua, đồ nghề ha. Bọng sàn của những cái xe mà đời 2016 xe gia đình đi như thế này thì anh chị yên tâm. Nói chung là mình cứ lên xem xe, sau đó là coi như là mình test rồi xem. Em sẽ nâng cái phần gầm lên cho anh chị mình cùng coi. Đây là cốp sau của cabo ha, cabo sau. Đó, keo chị là nguyên này, keo chị nguyên bản này, bên này cũng vậy luôn. Đó,
Này là zin nè, keo zin nè. Này keo zin nè. Trên này không biết là cần cái gì nó móc có chút xíu đây thôi nha, nhưng mà keo chị là nguyên bản nguyên zin nha anh chị nha. Nói chung là những cái xe đã qua sử dụng thì nó có một cái chút xíu, ví dụ như va quẹt nhẹ nhẹ linh tinh thì cũng phải là chấp nhận được thôi, chứ còn mà đừng có nó quá, nếu một quá thì cái giá tiền nó sẽ khác và rẻ hơn nha keo chị ha. Rồi tiếp tục mình sẽ xuống dưới và mình sẽ xem cái cánh cửa bên phụ. Đây mời anh chị, cánh cửa bên này ha. Đây keo chị là nguyên bản, nguyên bản hết ha. Đây những cái chức năng của xe này thì anh chị yên tâm ha, nó kiến lên xuống tất cả mọi thứ. Và cái xe này cũng đã được dán chống nóng rồi, cho nên là về mình cũng không cần phải làm. Đây tiếp tục mình sẽ vô bên trong cái khoang, khoang lái là em cảm giác là sướng nhất. Tư thế ngồi rất là thoải mái, vô lăng có lạy số tay trên vô lăng luôn nha anh chị nha. Đây lạy số tay vô lăng, và đã là tiết kiệm nhiên liệu rồi còn chế độ eco nữa anh chị thấy không. Đó có cặp gương chỉnh gương, và bên này á là sẽ có là một cái màn hình trà bá lửa, thứ hai là coi như là họ trang bị là hộp số tự động. Màn hình thì nó sẽ có là tất cả luôn, cam gia cam hành trình đó, đề nổ start-stop, máy lạnh thì miễn bàn. Nói chung là những cái xe hơi mà máy lạnh là bắt buộc phải có nha anh chị. Nhìn cái phần vô lăng, nhìn sơ phần vô lăng là biết là xe đi ít hay nhiều ha. Tay lái trợ lực rất là nhẹ nhàng. Dòng này là trang bị là hai túi khí nha anh chị nha. Đây tiếp tục cho anh chị mình xem cái phần tắp bi cánh cửa nè, tiến lên xuống nè. Rồi keo chị luôn cả cánh cửa thì anh chị nhìn thấy không, rất là rõ nét luôn ha. Đây, keo chị là nguyên bản nè. Rồi tiếp tục cho anh chị xem một cái vấn đề rất là quan trọng của chiếc xe, đó là phần máy, phần động cơ. Thì anh chị thấy trước này nè, cái đầu đèn cái này đi đêm bảo đảm anh chị kỳ sáng luôn, đăng kiểm thì miên man luôn. Đến tháng 9 năm 25 phải 2 năm nữa thì anh chị mới phải đi đăng kiểm, cho nên là mua chiếc xe là chạy vivu vivu 2 năm sau mới đi đăng kiểm ha. Còn bên em sẽ là coi như là bao rút hồ sơ, chị về nhập thì những cái xe này khoảng chừng là 7-8 triệu là ra tên chính chủ rồi. Đây máy móc, máy anh chị thấy máy 1.5 khá là êm ái, và máy móc thì bên em sẽ bảo hành máy cho anh chị, cho nên là anh chị cứ yên tâm. Và bên em sẽ là thay nhớt mới nè, kiểm tra nè, nói chung là về gầm bệ là kiểm tra tất cả, chị đi thôi. Còn phần đầu xe là không lỗi nha, xe này thì nãy giờ anh chị đã thấy kiểm tra xung quanh rồi ha, tất cả rồi là xe không lỗi. Bên em sẽ có một cái giấy ha, ghi rõ ràng cho anh chị luôn. Đây phần đầu xe nè, bằng keo chỉ cabo, keo chỉ nè. Đó, keo chỉ là nguyên zin vậy nè, này là nguyên zin luôn. Đó. Honda City được sản xuất là năm 2016 và giá tiền thì bên em hiện tại là đang bán là 360 triệu. Anh chị nào đang cần những chiếc xe về đi gia đình che nắng che mưa, chở con cái đi học đi làm thì hãy nhấc máy alo liền cho anh em ha. Thôi em cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.